Anh còn ngày ngùng, dẫu đã yêu người rồi biết không?
nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên danh ngẫu. Đưa tay anh coi nha. Dạ nè. Da sao mà láng vậy? Dung duyên. Để anh coi. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức sẽ thôi. Tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vun tròn nhờ anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tin đoán nhưng anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm nó cưới cuối năm thêm người. Chào anh. Chào em. Dạ nhờ anh coi cho em một quẻ. Em muốn coi quẻ gì? Dạ duyên số. Duyên số hả? Dạ đúng rồi. Được rồi, anh không có thấy đường, đưa tay cho anh coi. Không thấy đường sao coi? Da sao mà nó mát vậy? Trời sao ghê vậy trời. Để anh bói cho em một quẻ ha. Dạ. Năm nay là em có chồng đó. Thì không anh. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo. Giàu cái sao nghèo được. Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy. Ai? Là anh nè. Tài năng tin đoán nhưng anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lắp cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lắp cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lắp cưới cuối năm thêm người. Hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một bún liều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới tung liều tranh. Rồi mình đi kiếm liêu xanh mình kết làm mành. Rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chim hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đúng đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đúng đâu nào em ơi. Mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chim hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em.
tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh, đời mình đẹp mãi em và anh. Nhà trai chúng tôi được nhập gia. Rồi vô. Rồi. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp.
nguyện cầu ta hạnh phúc bền lâu. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao. Dạ kính thưa quý tộc họ nhà trai cũng như nhà gái, con xin nhắc lại lời của đại diện của phía bên họ nhà trai để trình phần lễ đính hôn như sau. Thứ nhất, họ nhà trai trình lễ đính hôn gồm có 4 mâm đó vật, nó có trà, rượu, bánh và trái cây. Trước chân cúng cho tiên, sau quý khách dùng lễ thảo. Và phần lễ vật của họ nhà trai đến trình phần thắng lễ cũng được phía họ nhà gái chấp nhận. Và cũng xin một tràng pháo tay vui vẻ luôn quý vị. Dạ, chân thành cảm ơn quý vị. Anh là trai miệt vườn nơi đô thành, em là gái hiền lương, thương là thương em rồi, mong đôi mình nên nghĩa trầu ca. Quý bà và quý hội đồng gia tộc hai họ nhà trai và nhà gái, về phần tiếp nhận tấn lễ của phía bên họ nhà gái đã xong. Tiếp theo đây, chúng tôi được sự ủy quyền của ông trưởng tộc đại diện cho phía bên họ đàn gái, xin thông qua chương trình nghi lễ đính hôn. Phần 1, hai vị đại diện phía bên họ nhà gái làm lễ thượng hương và làm lễ lên đèn. Phần 2, chú rể làm lễ bái gia tiên. Phần 3, chú rể xin ra mắt hội đồng gia tộc bên họ nhà gái, gồm các cấp, ông bà, cha mẹ cũng như thân tộc bên nội và bên ngoại cũng đã hiện tiền. Và cuối cùng là họ đàn trai chúng tôi trình nữ trang tặng phẩm cho cô dâu và làm lễ dở mâm trầu. Và để trở lại phần chương trình, chúng tôi xin giới thiệu ông bà chủ hôn nhà gái thắp nhang làm lễ nguyện hương. Kính mời. Thương mối tình đậm sâu, đôi ta được bền lâu, cho tròn câu hẹn ước, anh và em sẽ kết duyên mặn nồng. Dây là dây tơ hồng, duyên vợ chồng chỉ có đôi ta. Em là cô gái hiền, theo anh về làm dâu miền quê. Duyên thắt chặt tình nhau, thương muôn vàng đời sau. Ông trời cao đưa lối, cho tình ta nên đôi vợ chồng. Cho dù bão tố phong ba, cho dù nếu đời còn xa, anh sẽ đưa em đi hết quãng đường dòng tố đau thương. Dù có chia xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng.
mong một ngày cây lúa kia trổ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Đồng lúa mênh mông duyên đợi chờ trong, hạnh phúc nơi đây duyên nợ miền Tây. Là trái miệt vườn nơi đô thành, em là gái hiền lương, thương là thương em rồi, mong đôi mình nên nghĩa trâu cao. Thương mối tình đậm sâu đôi ta được bền lâu, cho tròn câu hẹn ước anh và em sẽ kết duyên mặn nồng. Giấy là giấy tơ hồng, duyên vợ chồng chỉ có đôi ta. Em là cô gái hiền, theo anh về làm dâu miền quê. Duyên thắt chặt tình nhau, thương muôn vàng đời sau. Ông trời cao đưa lối cho tình ta nên đôi vợ chồng. Cho dù bao tố phong ba, cho dù nếu đời còn xa, anh sẽ đưa em đi hết quãng đường dòng tố đau thương. Dù có chia xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng. Mong một ngày cây lúa kia trổ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Dạ, dạ chung rượu mời bà Năm. Dạ, dạ nhận ly lại cân. Để ly xuống chú rể. Dạ bà Năm ơi, cho cháu rể nó cúi đầu xá lễ thôi. Bà Năm hai sái bà Năm. Rồi phanh tay cúi đầu hai cái đi cưng. Cúi đầu đây. Rồi cái nữa, cái nữa. Rồi cảm ơn bà Năm. Đây bà Bốt, bà Bốt, Bốt nhìn ra Bốt ơi. Rồi mời Bốt. Rồi uống nấu rồi. Rồi cũng cúi đầu hai cái luôn. Phanh tay cúi đầu xuống. Rồi cảm ơn Bốt, cái nữa. Rồi bảy nhìn thấy bảy ơi, bảy ơi, bà bảy, bà bảy. Ơi, bà Bảy. Dạ mời bà Bảy uống miếng bà Bảy ơi. Rồi. Rồi cũng đứng ra đây, đứng ra đây, cầm rượu đứng ra đây, đứng trước mặt bà mới được. Rồi cũng cúi đầu hai cái. Cảm ơn bà Bảy. Anh tay cúi đầu. Dạ, cái nữa. Dạ dạ. Dạ cảm ơn bà Bảy tới bà Bốt. Vô bà Bốt cái nữa cưng. Cái mà được bốn ơi, bốn ơi, nhận luôn bốn ơi, chăm chăm nghe bốn, nhìn đây bốn ơi, bốn bốn bốn, rồi dứt luôn bốn ơi, rồi ô sò, ô cho bốn chặt pháo tay hả vậy ơi, chăm phần chăm luôn quá dữ quá dữ, rồi qua đây, rồi phanh tay cúi đầu bốn luôn nè chú rể, rồi cúi đầu cảm ơn bốn, rồi, rồi cảm ơn bốn, bốn ok không dứt chăm chăm luôn à. Dạ, tiếp theo phần chung rượu thì mời bà ngoại nhận cho cháu rể chung rượu. Mời bà ngoại. Lấy tay thôi ngoại ơi. Ngoại nhìn đây ngoại, ngoại. Ngoại xíu nhận lại đi. Rồi ngoại uống miếng ngoại. Rồi dịnh đó, dịnh đó, dịnh đó, dịnh đó. Rồi. Rồi chú rể nè, cúi đầu xá lễ đây, ngoại hai xá đi. Ngoại hai xá cưng. Rồi vậy đó. Rồi cái nữa. À cảm ơn bà ngoại. Rồi giáo dục tiếp theo dành cho ba cha mẹ. Dành cho cha trước. Rồi nhìn cho đây luôn chú ơi. Rồi mời cha. Rồi hai ông bà cầm ly hai tay cầm hai ly vô luôn đi chú rể. Hai tay cầm hai ly vô luôn. Rồi nhìn cho đây ông ơi. Tay cầm bên đây nữa, hai tay ra chung. Rồi nhìn ra chụp hình luôn nè cô chú. 1, 2, 3. Ê, mời cha mẹ nhậm lễ của con ạ. À. À, uống xong chung rượu này cũng mong cha mẹ nhận cho con là con rể kể từ ngày hôm nay. Rồi, à, cũng mong cha mẹ nhận cho con rể xá hai xá để đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành. Rồi, xá nữa cưng. Rồi, cảm ơn cha mẹ. Dạ, cũng trình với quý tộc họ luôn. Giờ bắt hai sao chế làm sao?
Dạ cũng xin trình quý tập họ là sau khi chú lễ làm lễ gia tiên đã xong, tiếp theo phần làm lễ ông bà cô bác cha mẹ cũng đã xong. Tiếp theo là tới phần làm cho lễ cho cô bác bên nội cũng như bên ngoại, nhưng mà phần đó thống nhất chế lễ cho cháu rể. Xá chung hay xá thống nhất? Rồi xá hay xá đi cưng. Rồi xá nữa. Xá nữa. Rồi cô bác bên nội bên ngoại thống nhất chế lễ cho hai cháu, cho cháu. Rồi xong. Dạ, kính thưa thân tộc họ nhà gái, con xin nhắc lại lời của ông đại diện của phía bên họ nhà trai đã trình phần nữ trang tặng phẩm cho cô dâu như sau. Thứ nhất, nữ trang tặng phẩm cho cô dâu gồm có một đôi bông tai, một sợi dây chuyền, một chiếc lắc tay, tổng cộng một cây vàng 24 carat. Cũng xin kính trình với quý tộc họ nhà gái. Lần đầu gặp nhau không biết tại sao anh thấy thương em liền. Chắc em rất hiền như cô tắm ngày xưa, hay là gió đưa mái tóc em bồng. Đôi má em hồng cho lòng anh ngẩn ngơ. Lần đầu gặp em không biết tại sao anh thấy thương em nhiều. Chắc em mỹ miều trong chiếc áo bà ba, nghiêng dành nón lá lòng anh thương quá, cứ ngó gần ngó xa. Người ta con gái thẹn thùng còn anh muốn nói mà ngại ngùng. Lời yêu chưa tỏ mà tim mơ ngó như yêu từ thuở nào. Vừa gặp con sông in hình bóng của đôi ta, dấu chia xa lòng ghi nhớ mãi câu hẹn thề. Về anh xin thưa mẹ thưa ba, mai mối qua nhà em, đôi mình thủy chung cho đẹp tình quê. Đầu gặp nhau không biết tại sao anh thấy thương em liền. Chắc em rất hiền như cô tắm ngày xưa, hay là gió đưa mái tóc em bồng. Đôi má em hồng cho lòng anh ngẩn ngơ. Lần đầu gặp. Rồi con dâu nha, bà ba. Dạ mời mẹ. Rồi dịnh vô hai tay dịnh hai chung luôn cô dâu. Hai tay dịnh vô hai chung luôn cưng. Rồi nhìn ra nhìn ra. Nhìn ra em chụp tấm hình với. Rồi mời cha mẹ nhậm lễ của con dâu. Rồi. Dạ cũng xin phép cha và mẹ nhận cho con dâu xá lễ hai xá. Rồi xá hai xá cưng. Rồi. Xá nữa. Rồi cũng mong cha mẹ nhận cho con là con dâu kể từ ngày hôm nay luôn. Rồi mời cô bác tiếp theo tới cô bác các bác. Rồi xong, mời con kế tiếp luôn, mời con kế tiếp vô luôn. Rồi chụp luôn, chụp luôn, nhìn ra luôn cô. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa. Dạ kính thưa hai họ, cuối cùng thì buổi lễ đính hôn đến đây cũng đã xong. Và cũng không quên xin thay lời cho ông đại diện phía bên nữ chú hôn, trước thỉnh họ nhà trai ở lại cùng với họ nhà gái.
Trước dù buổi tiệc vụ liên quan, sao mừng cho đôi trẻ được gần phụng lon. Chúc cho giai ngẫu vuông tròn, trăm năm hạnh phúc, cháu con sang giàu. Buổi lễ đến hôn đến đây xin tuyên bố kết thúc. Chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc, bên người chồng yêu mặn mà. Chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Happy wedding, happy, happy.
yêu của hai bạn Phạm Thị Như Ý và Phạm Duy Linh. Hôm nay đây, ban nhạc Minh Nhật chúng tôi cùng gia đình gửi đến toàn thể quý khách một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương. Và sau đây xin mời cô dâu và chú rể tiến đến sân khấu để chúng ta chuẩn bị làm lễ vu quy. Cùng toàn thể quý khách
từng dòng mật ngọt. Rồi cắt này, cắt này. Từ nay ta đã có đôi, như chim liền cánh, như cây liền cành. Chúc cho chú rể dựng tay chèo lái con thuyền tình yêu đi lên bên bờ. Chúc cho cô dâu mãi mãi xinh đẹp, xứng đáng là vợ hiền dâu thảo. Chú rể phải hôn cô dâu cùng cầu hôn ông An đấy à. Xin cho con chào hết tay quý vị ơi. Ai nâng lên cái, ai nâng lên chút bạn này, nâng lên.
đến với một ca khúc được mang tên Vui Chồng Ngày Cưới Cùng Thế Thích. 1, 2, 3
giấy lại 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 tới liền đó bây giờ. Rồi mai bà chồng còn hưởng ứng chương trình luôn vậy ơi, năng lý lớn chúng ta vô. 1, 2, 3 vô. We'll be right back.
Xuống
dắt nhau về. Thank you.
cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu, mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ, ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ, bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu, mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc.
sau lưng. Bầy em ngỡ ngàng đứng trông theo mắt đượm buồn. Thấy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng và quý quan viên gia tộc bên họ nhà gái. Hôm nay gia đình của ông bà nữ chú hôn có mừng lễ vu quy cho con gái của mình là Như Ý. Và trước khi họ đàn gái đưa cô dâu về nhà chồng, tối đêm nay gia đình có tổ chức làm lễ xuất giá. Trước là để cho cô dâu làm lễ bái tông đường trình với Đức Chí Tôn và những người đã quá giảng, sau là trình với các cấp ông bà, cha mẹ cũng như thân tộc bên nội và bên ngoại còn đang hiện tiền. Về phần ông bà nữ chú hôn và cô dâu đã làm lễ bái gia tiên đã xong, tiếp theo đây là phần cô dâu dâng rượu cho quý ông, quý bà còn đang hiện tiền. Và trước khi bước vào nghi thức buổi lễ ngày hôm nay, kính mời toàn thể gia tộc mình cho một tràng pháo tay chúc mừng cho Như Ý được trăm năm hạnh phúc. Lớn lên, lớn lên. Rồi, cảm ơn. Và phần nghi lễ đầu tiên là phần cháu dâng chung rượu cho bà. Đây là ngày cháu Ý xuất giá theo chồng. Xin phép ngoại cho cháu dâng chung trà đặc biệt này để đền đáp công dưỡng dục của bà. Xin mời bà ngoại nhậm lễ ạ. À, nhắm môi, nhắm môi đi, nhắm môi, nhắm thôi, nhắm thôi. À, nhắm rồi, dạ, cảm ơn bà. Rồi, rồi bây giờ con xá ngoại đi, xá ngoại hai xá đi. Rồi, ngoại có đôi lời chúc cháu đi ngoại. Rồi. Ngoại đưa một tay, ngoại nói đi, ngày mai gì đó. Rồi, chúc cháu trăm năm hạnh phúc, vỗ tay đi, lớn lên. Rồi, con cuối là cảm ơn ngoại đi. À, giới thiệu đây là phần cháu Ý dâng chung trà cho bà Út. Mời bà Út nhậm lễ à. Rồi quá ngon rồi. Rồi bây giờ bà Út cũng có ý kiến để chúc mừng cháu. À, chúc cho cháu hạnh phúc ha. Rồi vỗ tay cảm ơn. Rồi. Đây là phần dâng chung trà cho Dưỡng Tư với người anh để trình Như Ý xuất giá theo chồng. Người có sẵn hơn người chưa? Mày không ra, bọn mày không chịu đi. Rồi đó. Tôi người bắt được không vậy? À. Giờ đi xuống rồi. Rồi. Cảm ơn ai đây? Rồi cho cháu chàng hóa tay đi, chúc mừng hạnh phúc đi. Rồi đúng rồi. Chưa mày. Tăng dân trà cho dì Sáu. Rồi, mà dì Sáu uống miếng trà với cháu nè. Rồi. Rồi cúi đầu lại, cúi đầu với dì Sáu. Rồi dì Sáu có món quà. Món quà này cho con nè. Rồi, chúc mừng hạnh phúc, vỗ tay đi. Cho người chị họ nè. Rồi mời chị nhậm lễ với em đi. Rồi, có món quà cho em, chúc em hạnh phúc ha. Rồi vỗ tay đi, đó uống đi con, uống đi con, uống đi, uống đi con. Rồi xong. Quý quan viên gia tộc bên họ nhà gái, phần nghi lễ cho quý ông, quý bà và cô cậu dì dưỡng chú bác cũng như quý anh chị đã xong. Tiếp theo đây là phần cô dâu dâng rượu đặc biệt đến đấng sinh thành, người đã một đời chịu thương chịu khó, tảo tần một nắng hai sương nuôi con khôn lớn cho đến ngày hôm nay. Chính vì thế mà ông bà xưa ta thường có câu ơn cha lành cao như núi cả, đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi, bao năm mưa nắng giải dầu, nuôi con khôn lớn bạc đầu không hay. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay con xuất giá theo chồng, xin phép ba mẹ cho con dâng chung trà đặc biệt này để báo hiếu và đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành. Mời cô dâu dâng rượu cho cha mẹ. Rồi mời cha nhậm lễ. Rồi mời mẹ luôn. Rồi mời mẹ.
Rồi mời hai bà cùng đi để chúc mừng cho con hạnh phúc nha. Rồi vỗ tay đi quý vị ơi. Đó. Rồi hai bà uống đi, tự nhiên. Uống cho hết. Rồi đúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ xin phép ba mẹ cũng nhận cho con cúi đầu xá lễ ba mẹ hai xá. Xá xuống. Rồi. À, cô dâu tiến tới hôn ba cái, hôn mẹ cái đi xuất giá thân chồng. À, tiến tới đi con, hôn ba cái, ba cực khổ lắm đó. Rồi vỗ tay đi nào. Ai, đó, mẹ luôn. Rồi, cảm ơn. Rồi. Quý vị, phần nghi lễ tiếp theo là phần cô dâu xuất giá về nhà chồng thì cũng còn có hai người em ở nhà. Bây giờ mời hai em nhậm chung trà này để cho chị gửi gắm cha mẹ lại cho em phụng sự lúc tuổi già. Mời hai em nhậm lễ. Rồi, chúng cầm uống đi rồi nu, cũng ly vô nu. Vô. Rồi, vỗ tay cái coi, vui vẻ nè. Rồi. Rồi. Rồi, mấy chị em ôm vô coi, hôn cái coi. Rồi, sát vô, ba chị em coi, đặng chơi gửi gắm chị đi. Ngày mai chúc chị hạnh phúc trăm năm nha. Rồi, đó, vậy đó, rồi. Rồi, xong, được rồi. Luôn với gia tộc bên họ nhà gái, phần nghi lễ xuất giá của cô dâu Như Ý đến đây đã xong. Chúng tôi xin thay lời cho ông bà nữ chú hôn, xin chân thành cảm ơn quý ông, quý bà, quý thân tộc bên nội và bên ngoại cũng như bạn bè thân hữu gần xa đã không quản ngại đường xá và thời gian để về đây chung vui cùng với gia đình và dự buổi lễ vu quy của cháu Như Ý được thêm long trọng. Một lần nữa chúng tôi cũng đại diện gia đình cầu chúc quý vị an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn. Và ngày mai kính thỉnh trước là toàn thể gia tộc nhín chút thời gian đưa tiễn cháu về bên chồng, đồng thời về bên họ nhà trai dùng buổi tiệc thành hôn, uống cạn ly rượu mừng, mừng hai họ kết nghĩa thông gia và mừng cho hai cháu Như Ý và Duy Linh được trọn đời bên nhau trăm năm hạnh phúc. Buổi lễ đến đây tuyên bố kết thúc. Rồi, vỗ tay. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông sông đường dài. Cành nhà neo đơn, bầy em chữa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc.